Sau 2 tháng kể từ khi áp dụng Nghị định 15 của Chính phủ về giảm thuế giá trị gia tăng VAT từ 10 xuống còn 8%, đến nay việc vận dụng chính sách đã suôn sẻ linh hoạt hơn, ngành thuế cũng đã có những giải pháp để tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp và người dân, để người tiêu dùng và cả doanh nghiệp cùng chia sẻ lợi ích. Với trên 20.000 sản phẩm như thực phẩm khô, nước giải khát, sữa, bánh kẹo, thời trang, hàng gia dụng, đại diện siêu thị này cho biết việc giảm thuế VAT từ 10% xuống 8% đã giúp sức mua được cải thiện, người dân cũng sẵn sàng chi tiêu nhiều hơn. Ở nỗ lực của một nhà bán lẻ thì chúng tôi luôn luôn quảng bá bằng các hình ảnh, bằng các banner, bảng biểu, giới thiệu cũng như là đặt loa tuyên truyền về cái chính sách tốt, giúp người tiêu dùng là có điều kiện tiêu dùng tốt hơn, trở lại cuộc sống bình thường mới. Việc thực hiện giảm thuế 2% theo Nghị định số 15/2022 của Chính phủ có một số ít nhóm ngành hàng sẽ không thuộc diện chính sách giảm này, nhiều lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, khai thác tài nguyên khoáng sản. Do đó, trong giai đoạn đầu tiên triển khai giảm thuế vẫn còn một số doanh nghiệp gặp phải vướng mắc lúng túng. Khách hàng á, một số khách hàng chưa nắm rõ cái Nghị định 15 này và cứ nhầm tưởng là tất cả các mặt hàng 10% sẽ được giảm 8%. Nhưng mà trong hệ thống bên em á, thì đã set up tất cả cái SKU mà mã hàng nằm trong hệ thống bán hàng á, thì đã giảm xuống 8%. Trên hóa đơn khách hàng khi tính tiền á, cũng đã thể hiện phần 8% và 10%. Sau hơn 2 tháng thực hiện, việc áp dụng chính sách giảm thuế tại các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp sản xuất đã vào guồng. Công tác này được thực hiện đồng bộ từ nhà cung cấp đến các đơn vị phân phối. Dưới sự hướng dẫn cụ thể từ cơ quan thuế, không chỉ tăng cường tuyên truyền phổ biến giúp doanh nghiệp người dân hiểu được chính sách để thực hiện cho đúng, Cục Thuế thành phố Đà Nẵng còn mở kênh thông tin online để người dân doanh nghiệp nếu gặp vướng mắc, cơ quan thuế có thể hỗ trợ ngay. Thì cái việc mà triển khai cái Nghị định số 15 này á, thì cơ quan thuế đã tập trung tuyên truyền trên các cái cơ quan thông tin đại chúng và qua các cái kênh của các cái hội hiệp hội doanh nghiệp. Rồi bên cạnh đấy thì cũng đã gửi những cái nội dung chính của Nghị định 15 vào cái thư điện tử của người nộp thuế, kể cả những người nộp thuế do Cục Thuế quản lý và các chi cục thuế quản lý đều được nhận được cái thông tin về Nghị định 15. Dự kiến chính sách giảm thuế giá trị gia tăng sẽ giảm thu ngân sách nhà nước của năm nay khoảng gần 50.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau gần 2 tháng triển khai, có thể thấy rõ sự hỗ trợ này đã có tác dụng kích thích tiêu dùng, đầu tư, đóng góp vào kết quả khôi phục kinh tế sau dịch bệnh và góp phần thực hiện an sinh xã hội.